Yêu cầu bày dịch trời, từ lớn tới nhỏ, từ đen tới trắng, từ mập tới ốm. Ra khỏi ổ, ra khỏi ổ. Tôi đã sống qua bao ngày khó, tôi đã sống qua bao ngày buồn, nhưng quanh tôi vẫn có tiếng cười hồn nhiên. Ở nơi đó tôi luôn thầm nhớ mẹ cha dắt tôi qua từng nẻo đường, trong vòng tay ấm êm của tình yêu thương. Và như thế tôi đã khôn lớn, cùng năm tháng giúp tôi bước đi, một mai sớm sẽ nhắc tôi nhớ mái nhà xưa là nơi khiến tôi muốn quay về. Và đôi lúc tôi nhớ ngày thơ bé, mẹ cha vẫn cùng tôi nắm tay, cùng đùa vui ở nơi quê nghèo, ngày hôn nhiên trẻ thơ với bao nụ cười. Và như thế tôi cứ ca hát, cùng năm tháng rồi tôi bước đi, một mai sớm sẽ nhắc tôi nhớ mái nhà xưa là nơi khiến tôi. Em sao buồn vậy? Đi chơi với tụi anh đi nha. À, anh ngồi đây. À, công viên không có để cấm ngồi đây ha. Không làm. Ông bị khùng hả? Khùng gì? Em mới là khùng á. Nóng quá à. Thôi vô trong khách sạn mình nói chuyện đi. Mát lắm chung lắm á. Điều hòa đó. Và nè, hai ông đừng có điên nha. Có khôn hồn á thì mau biến khỏi đây đi, không tôi báo công an đó. Tôi sợ quá, tôi sợ quá. Tôi nói thiệt đó. Báo công an đó mày. Báo đi em. Cái gì? Trời trời. Tính ra võ công mình cũng thâm hậu quá ha. Thôi em dọn dẹp đi rồi xong đóng cửa sớm cho chị nghe. Dạ. Để chị đi về. Dạ chị về. Chị. Chị đi trời. Mà làm gì bỏ nhà mà đi rồi mà về mà giống bà điên vậy? Chị ơi. Cái vụ gì? Tối nay chị cho em ngủ đây bữa được không? À không phải, chị nhiều bữa cũng được chị. Trời đất ơi, nó có chuyện gì vậy? Tự nhiên bữa nay cái ngày gì mà tự nhiên đứa nào cũng đòi ngủ đây là sao? Nãy bị cướp hết tiền rồi. Trời đất ơi. Chị cho em ở đi. Chị nói em làm gì á, em cũng làm cho chị hết đó. Chị giúp người hoạn nạn còn hơn đi chùa mà chị. À, thôi được rồi, được rồi. Ở thì cũng được á. Nhưng mà cái tiệm của tao nó có chút xíu hả? Nhưng mà ở thì phải chịu ở, thì phải ở thêm một đứa nữa đó. Em cảm ơn chị, tính em hả dễ ở lắm, tính em thân thiện lắm, vậy ở với ai cũng được hết á. Chế tài được không? Bây giờ là tao tới trước cho nên là nguyên cái nệm là của tao, mày muốn nằm đâu mày nằm, nằm đất nằm ghế đâu cũng được, cái nệm của tao được không? Ê quỷ cái, tao kêu mày á nhịn gì nhịn vậy? Mày nằm dễ chỗ đâu tao nằm, tao thích nằm vậy á. Giờ mày hành nằm không? Mày nằm không được, mày đi chỗ khác mày nằm đi. Xe qua đi. Không. Thích nằm đi cho thoải mái. Rồi không mày ra ghế mày nằm kìa. Không được nữa mày ra tiệm mày nằm đi.
đó. Trời ơi, trời ơi, trời, cái tiệm của tôi mà nó làm như là cái đồ chơi của nó vậy á. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Chị có sao không vậy? Trời ơi, trời ơi, trời. Ai ơi, còn cái gì nữa không? Cái tiệm của tao mà tụi bay. Thôi là trời riết rồi. Chịu hết nổi cái tụi này rồi. Trời ơi trời, tụi bay con lái con lứa gì mà tụi bay ăn ở ở giờ tới cỡ này hả? Chị, tao nói cho tụi bay nghe. Tụi bay có biết rồi, có tin tao đuổi tụi bay khỏi nhà không? Hả? Hả? Tao yêu cầu tụi bay ha, dọn dẹp cho sạch sẽ cho tao ha. Còn bằng không á, tao đuổi liền tụi bay khỏi cái chỗ này liền. Chị đừng có nóng nữa, tại vì em nhức đầu quá em mới dọn phòng được. Khi nào em hết bệnh á em dọn sạch sẽ nha. Nhức đầu quá nóng chạy mồ hôi nè. Chơi em đi mua cà phê chú nha chị. Thôi thôi, tao không cần ăn uống gì hết trơn á. Trời đất ơi, tao báo cho tao biết trước nha. Ha, mít lòng là chịu thôi. Tụi bay ăn ở làm sao á coi cho nó được. Còn nếu bằng không thì dọn nhà đi ra liền khỏi nhà tao liền. Đi liền với tao. Ê, 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 quỷ. Hôm nay tới lượt mày dọn vệ sinh ra. Để đi. Nhanh. Chết rồi. Gì vậy? Đau bụng quá mày ơi. Làm gì đau? Không biết nữa, tự nhiên đau bụng quá. Ê, mày vô mày dọn trước đi nha, tao ra tao mua thuốc rồi tao vô tao dọn. Ê, ê đâu được mày, vô dọn chung chứ. Ê mày vô dọn trước đi, đau bụng thiệt luôn á. Ý à, ăn chung gì đau bụng dữ vậy. Đã thiệt luôn á, ngồi đây uống nước cho đã, đợi cái con quỷ cái nó dọn dẹp xong xuôi rồi lúc đó mình hãy về. Mình thật là thông minh. Ủa, mình đâu có ngu, tự nhiên vô dọn mình là sao ta? Chờ nó về chứ. Trong thời gian chờ nó về, mình đi uống cà phê cho mát. Chị về à? Trời ơi, chị lừa như quỷ, ai mà chứa với cho nổi.
Không dám đâu con. Ba thấy kỳ này chắc nó đi thiệt đó. Tụi con thấy không? Có bao giờ mà nó nhậu xỉn như vậy đâu. Trong trường hợp này thì cũng khó nói. Chị Thọ cũng có mặc cảm riêng của chị mà. Nhưng mà mọi người vẫn coi nó là người trong nhà mà. Có ai phân biệt đối xử gì đâu. Thì biết là như vậy. Nhưng mà chắc cái tôi của chị lớn quá. Chứ gặp em coi, nếu mà biết mình không có máu mủ gì trong cái gia đình này á, không biết em có dám về gặp mặt ba với mấy chị không nữa. Thôi, nhiều chuyện quá. Giải tán đi, ngồi làm như không có chuyện gì vậy. Đã vậy còn coi tivi. Giải tán đi. Coi kiến gì nữa đó. Vô đây nè con. Ngồi đi con. Dạ. Uống nước đi con. Ủa bác, sức khỏe bác có vấn đề gì không mà sao con thấy gương mặt bác không được hồng hào cho lắm? Bác đâu có bị gì đâu con. Tại bác buồn thôi. Ủa mà bác buồn chuyện gì? Con Thọ nó bỏ nhà đi rồi con ơi. Bỏ nhà ra đi? Ừ. Mà sao tính nổi phải bỏ nhà ra đi vậy bác? Chắc là Thọ làm cái chuyện gì rồi bác đuổi đi đúng không? Bác đâu có đuổi đâu. Tự động nó đi đó chứ. Nó buồn chuyện gia đình. À bác, bác có cần con giúp gì không? Con nhỏ này nó cứng đầu lắm. Bác cũng bó tay luôn à con à. Mà thôi, có chuyện gì á thì bác cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe. Lỡ có chuyện gì không may á thì không hay đâu. Bác không sao đâu con. Con yên tâm đi. Cảm ơn con nghe. Ba. Cái gì vậy? Không có lịch sự gì hết trơn trời à. Không thấy anh Tân ngồi ở đây hả? Không biết chào hỏi hả? Chào. Chào kiểu gì vậy? Chào đàng hoàng. Chào anh. Chào em. Ba này, con có chuyện gấp con mới gấp nhưng con quên chào anh thôi. Ba là lỗi. Gấp cái gì? Con gái con đứa tung tướp như ăn cướp à. Tại có chuyện quan trọng mà ba. Chuyện gì nói đi. Chuyện này quan trọng lắm đó nha, liên quan tới chị Thọ. Không biết ba có muốn nghe không? Muốn nghe không? Ê, con nói cái gì? Dạ. Cái gì liên quan đến Thọ? Con biết Thọ đang ở đâu hả? Dạ biết chứ. Nó ở đâu vậy con? Hả? Chị đang ở ngoài tiệm hớt tóc á ba. Ở ngoài tiệm hớt tóc hả con? Dạ. Nó không muốn liên lạc nữa sao ta? Mệt ghê, cái nhà này có dơ đâu mà lúc nào bắt lao biết lao. Càng nhận gì đó. Sao ba cứ xuất hiện một cách bất ngờ vậy ba? Xuất hiện rồi nào? Tao đứng đây mấy tiếng đồng hồ rồi. Mày mới là mới xuất hiện đó. Ngộ vậy con? Dạ. Kêu con làm á là cái mặt con chầm dầm mà. Kêu con đi chơi mà con chạy nhanh hơn ngựa bà nữa là sao? Hả? Ba này, có ai làm mà vui bao giờ? Mấy em đài con có liên lạc được với chị Thọ không? Trời ơi, ba nghĩ sao vậy? Chị gọi có được đâu mà liên lạc gì? Mà chỉ ở ngoài tiệm hớt tóc thì ba thích thì ba cứ ra đó, ba gặp thôi. Có ai đâu phải gọi, mất công quá à. Nó có muốn gặp bà đâu. Không muốn vậy thôi đừng gặp. Nói chuyện trớt quớt vậy mày. Hả? Con thấy con nói đúng mà. Sao ba nói con trốt quớ? Lau nhà đi. Nhà có dơ đâu bắt lau hoài luôn á. Muốn rửa chén thêm không? Dạ không. Lau nhà xong rửa chén xong bưng búng. Muốn thêm không? À. Hả? Nhà dơ lắm, để con dọn cho ba. Mấy em rài có liên lạc với chị Thọ được không? Đã nói là không có gọi được mà. Ngộ ghê hả? Ngộ thiệt. Nhà có dơ đâu có lâu hoài. Mệt mỏi.
Chú đi đâu đây? Chú đi đâu đây? Tôi hỏi chú trước mà. Thì chú trả lời trước đi. Tôi đi hớt tóc chứ gì đâu. Con cũng vậy. Rồi xong. Tạm đóng cửa một ngày. Nghỉ nữa rồi. Nghỉ hoài trời. Làm ăn lo nghỉ không người ta. Ba có gặp Thọ không ba? Thọ nó trốn không muốn gặp ba hay sao? Tiệm đóng cửa con. Nước gì mà lạc nhách vậy con? Ủa? Nước lọc thì phải lạc chứ ba. Cái này đâu phải nước ngọt đâu. Con đi về nhà đi con. Bà nội nhớ con quá, bà nội chịu không nổi kìa con. Gì vậy? Ông nội đây mới là nội ruột của con nè. Nội đi tìm con mấy tuần nay, giờ gặp được rồi. Về ở với nội đi con nha. Về nhà mình đi con, Thọ. Thôi, hai người về đi. Con đã quyết định rồi. Từ nay á, con sẽ sống một mình. Con sẽ tự lập. Sẽ không về ở với ai nữa. Thọ à, hai anh làm gì nè, anh nhậm tóc nha, còn anh uống sô đơ đi, vô đây em phục vụ cho, đi vô đây. Thôi ba với ông nội về đi. Thọ à, sao con lạnh lùng vậy con? Cả nhà mình ai cũng thương con, ba cũng thương con mà. Con đi rồi nhà mình vắng lắm con, về nhà đi con. Thọ, ông nội đã đi tìm con mấy chục năm nay, cực khổ trăm bề, bây giờ gặp được nội mừng lắm. Về với nội đi. Về đi, ông cháu mình hữu hỷ có nhau mà con. Ra đây coi. Thọ, về nhà mình đi con. Đi con. Con quyết định rồi. Con về với ai nữa? Thọ. Chú làm gì vậy? Dành. Thì tôi kêu cháu tôi mà. Thọ. Con quyết định rồi. Con sẽ không ở với ai nữa. Ba, ông nội. Vậy con. Hai người đừng cãi nhau nữa. Hai người đi về đi. Thọ. Thọ. Trời, cái gì vậy? Chuyện là vậy đó con. Nếu bác cho phép á, thì con sẽ đi đến đó gặp Thọ để khuyên Thọ quay trở về. Trời ơi, được vậy thì còn gì bằng con. Con ráng khuyên nó về nhà giùm bác nha con. Con mà khuyên nó về nhà giùm bác á, bác không biết lấy gì cảm ơn con nữa đó. Thôi bác đừng nói gì con ngại quá. Thật sự á thì con cũng coi Thọ như là em gái của con. Con biết không, hồi lúc đầu á bác mới biết á, bác cũng sốc dữ lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á, nó cũng giống như con bác vậy đó. Hay, mấy bữa nay nó đi á, bác không ăn không ngủ đó con. Trời ơi, con Thọ tánh tình nó hời hợt lắm. Sao nó ở chung với người ta được. Bác sợ trước sau gì người ta cũng đuổi nó. Chỉ có mình bác là hiểu tính tình của nó thôi con à. Thôi, bác đừng có quá lo lắng. Để con đi gặp Thọ, khuyên Thọ. Rồi có gì con cho bác hay nha. Bác cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Ủa đi chưa con? À, con quên, con đi liền. Đi liền giùm bác đây con. Ráng khuyên nó giùm bác nha con nha. Cái em là hu là nai là ai, là hu là nai là say yeah. Từ đâu về đây làm cho lòng ta ngất say yeah. Ô ô la la đường công em đây mà.
Ô cô là anh trời sex lady. Đâu gì đây làm dám lâu là nay. Về đây làm cho lòng em thất say. Ô ô là đường cong em đây mà. Ô ô là ngọc ngọc. Rồi. Cô có sao không? Cô bị trúng gió rồi. À, dạ không. Em trúng tiếng sét ái tình. anh ngồi xuống, anh ngồi xuống. À, anh làm gì? Anh hất tóc hả? Đầu đinh 2 phân nha. Anh mua đen bây giờ là vậy nè. Bên đây mình tém 3 phân, đây mình tém 2 phân. Mình chừa lại cái bờm giữa mình làm. Mình nhận màu gì ta? Nhận màu vàng, màu trắng, màu xanh. Hay mình chơi 7 sắc cùng màu vòng luôn cũng được. Được á, em mà anh làm nghề gì? Tôi làm bác sĩ. Bác sĩ thì không có được, bác sĩ thì mình tỉa tỉa ít ít thôi. Mà em thích ai làm bác sĩ lắm luôn á. Anh tên gì? Tôi tên Tân. Tân. Trời ơi, tên đẹp quá mà người cũng đẹp nữa. Trời ơi, Tân ơi. Anh, bây giờ thôi giờ ha, để em cắt kiểu này cho anh nha. Đó, 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 được chưa? Xin lỗi cô, tôi đến đây không phải để hớt tóc. Tôi muốn tìm người. Anh tìm ai? Sao nãy giờ không nói? Giờ cô có cho tôi nói được cái gì đâu mà tôi nói. Em xin lỗi. Dạ anh kiếm ai? Ở đây có ai tên Thọ không? Thọ. Thọ. Có. Kiếm tôi có việc gì không? Em rảnh không? Tại vì anh có chuyện muốn nói với em chút xíu. Tôi không rảnh. À, em rảnh nè anh. Nãy giờ nói nhiều, mệt, khát nước quá, đi uống nước. Đi uống nước nha. Chỉ một chút xíu thôi mà em. Không thích. Chút xíu cũng không được sao? Nói chuyện gì? Có biết uống bia không? Không, anh không có uống bia rượu. Với lại uống ba cái thứ đó không có tốt cho sức khỏe. Vậy thì thôi. Nè, nhậu thì nhậu. Vậy đi. Có những khi buồn, em ngồi ngẩn ngơ. Cha đến bên em, ôi an từng giờ. Con gái yêu ơi, đừng buồn con hỡi. Vì cả cuộc đời của con mà thôi. Cô gái dịu dàng, áo dài duyên dáng. Mái tóc em thơm, hương lúa chim vàng. Câu hát nên thơ, ngọt ngào thương nhớ. Khi biết yêu rồi, thường hay mộng mơ. Ngu lòng công chúa yêu mọi người, ngu lòng công chúa yêu cuộc đời, ngu lòng công chúa như ngàn đóa hoa rực rỡ. Ngu lòng công chúa luôn rạng ngời, ngu lòng công chúa xinh tuyệt vời, ngu lòng công chúa yêu mẹ cha nhất trên đời.